phát biểu chung vui với thầy cô giáo trường Cao đẳng Sơn La tại lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh chuyển đổi số năng lực quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt chất lượng đào tạo của lưu học sinh Lào, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo trong thời kỳ mới. Năm học 2021-2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là phải thích ứng với đại dịch COVID-19, nhưng thầy và trò trường Cao đẳng Sơn La đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Hiện tại nhà trường đang đào tạo 2.447 học sinh sinh viên hệ chính quy, trong đó trình độ cao đẳng 347 sinh viên, trung cấp 2.050 học sinh và 50 học sinh sơ cấp. Trong hoạt động khoa học công nghệ, nhà trường chủ trì 6 đề tài dự án cấp tỉnh, có nhiều kết quả nghiên cứu trên tạp chí và hội thảo khoa học chuyên ngành. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện chiến lược giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung thực hiện nghị quyết số 617/2018 của Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030, tăng cường tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp, huy động các nguồn lực đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức giảng dạy trực tuyến đối với giảng viên và học sinh sinh viên. Thực hiện việc đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá tiếp cận với các nước trong khu vực và quốc tế, thực hiện tốt việc quản lý đào tạo tiếng Việt và đào tạo nghề cho lưu học sinh Lào tại nhà trường. Ghi nhận những thành tích đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.